Anh đã hoàn thành cái món quà sinh nhật của em rồi nè. Ủa? Một cái đĩa? Em nè, lúc em có một tụi máy hát ốp anh nè. Rồi nữa cái này nè, thời sinh viên dễ thương không? Nè, anh đạp xe đạp nè, anh đón em ở trước cổng trường nè. Lúc này hai mình mới quen đó. Cái này nè, anh chụp hình cho em nè. Trời ơi, em đẹp quá vậy. Trời ơi, em hiền quá. Anh mang me cho em với anh nè. Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh, tà áo trinh nguyên tô thắm vai gầy. Đời học sinh với nét đoan trinh, tươi đẹp như màu hoa xinh, có đôi khi thấy buồn một mình. Tâm hồn không phiền không sầu vì ai, màu mắt thơ ngây tóc xõa buông dài. Lời yêu đương vẫn rót bên tai, nhưng lòng không hề yêu ai. Đêm xuân xin ước hẹn ngày mai. Tuổi thơ đi qua rồi, bạn bè người một nơi, xa xôi cách trở phương trời. Thương nhau nhắn nhủ đôi lời, những lúc bên nhau gọi tên, vui say sưa mãi trường thân mến, và bao niềm tâm.
번만 내게도 기회를 줘. 그대 어두운 미소라도 그렇게라도 볼 수 있게. 이제 나를 사랑하면 안 되나요? 오직 그대만이 날 사랑할 수 있어요. đâu ngờ anh làm cho em bất ngờ dữ vậy đâu. Em nói thiệt nha, đây là cái món quà sinh nhật mà em quý giá nhất từ đó đến bây giờ đó. Thiệt không? Thiệt.